Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sau khi có yêu cầu khẩn về việc làm rõ vụ ngộ độc tập thể tại trường iSchool Nha Trang, đến trưa 20 tháng 11, Sở Y tế tỉnh này cho biết số ca tiếp nhận là 600 ca, trong đó số ca nhập viện điều trị nội trú là 360 ca, hiện còn 266 ca đang được điều trị tại 6 bệnh viện. Số ca nặng là 21 ca và có một ca tử vong là cháu bé sinh năm 2016 là người nước ngoài. Đối với trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo địa phương, ban ngành, nhà trường an ủi, động viên và giúp đỡ gia đình lo các thủ tục cuối cùng cho cháu. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc xử lý người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh đúng quy định hiện hành. Hiện nay, đoàn điều tra liên ngành đã lập biên bản lấy mẫu và niêm phong toàn bộ mẫu thức ăn được lưu tại cơ sở đối với thực đơn bữa ăn trưa, bữa ăn xế ngày 17 tháng 11 và gửi về Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Viện Pasteur Nha Trang nuôi cấy và phân lập định danh vi khuẩn, xác định nguyên nhân độc tố. Dự kiến đến ngày 23 tháng 11 sẽ có kết quả từ phía Viện Pasteur Nha Trang. Chiều 20 tháng 11 tại trường iSchool Nha Trang, hiệu trưởng nhà trường và tập đoàn Nguyễn Hoàng, chủ đầu tư trường tư thục này đã đứng ra xin lỗi các phụ huynh và nhận trách nhiệm xử lý, chịu tất cả các chi phí điều trị cho các học sinh. Nhà trường cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cho tạm dừng học tập một tuần lễ để các em ổn định sức khỏe, nhà trường rà soát kiểm tra an toàn vệ sinh, môi trường an toàn và tạm dừng hoạt động bán trú đến khi được phép hoạt động. Vị hiệu trưởng bật khóc nói, không chối bỏ trách nhiệm, mong các phụ huynh hiểu cho tấm lòng của nhà trường, xin nhận thiếu sót của mình, xin lỗi phụ huynh vì chưa làm tròn trách nhiệm của một hiệu trưởng. Nhiều phụ huynh yêu cầu được biết nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc này và yêu cầu tập đoàn Nguyễn Hoàng đưa bác sĩ giỏi về Nha Trang điều trị cho các học sinh trước tình trạng nhập viện hàng loạt quá tải như hiện nay. Tại đối thoại, các phụ huynh bức xúc vì mỗi suất ăn 70.000 đồng nhưng chất lượng không đảm bảo. Một phụ huynh nói, con của mình cho biết trước đó thì ăn ngon, nhưng từ đầu năm đến giờ các cháu kêu thức ăn không ngon. Thậm chí vừa rồi có đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm về trường nên mới được ăn ngon. Con của phụ huynh này còn bày tỏ, ước gì ngày nào cũng như vậy. Đại diện tập đoàn Nguyễn Hoàng gửi lời xin lỗi, hứa chịu trách nhiệm, cam kết thông tin sớm nhất kết quả cho phụ huynh, làm việc để đưa bác sĩ giỏi về điều trị cho các cháu ngay sau cuộc họp, phối hợp với cơ quan y tế cấp bộ tỉnh để sớm xác định nguyên nhân để cho các bệnh viện có phác đồ điều trị phù hợp, hợp tác với công an tỉnh xác minh nguồn cung cấp thực phẩm.